Tập 15. Alo. Ai vậy? Chào cậu, đội trưởng Dương của đội phòng chống ma túy à? Có chuyện gì vậy? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay đây. Báo cáo. Nhà văn của tôi. Chào đội trưởng Dương, chị tới chỗ nhỏ bé này để báo cáo. Tôi nào dám nhận. Nào chị ngồi đi. Đội trưởng Dương, cậu xem này. Sao chị được điều đến? Làm việc trong bộ công an luôn thế. Là như thế này. Khoảng thời gian trước, tôi đã viết một vài bộ phim truyền hình liên quan tới chiến dịch chống chất cấm. Sau khi phát sóng, đã gây ra tiếng vang dữ dội. Lãnh đạo các cấp đều rất coi trọng. Tất cả đều cho rằng những bộ phim truyền hình này đã đóng vai trò rất tốt trong việc tuyên truyền và giáo dục về phòng chống chất cấm cho toàn dân. Đặc biệt là nhà nước sắp ban hành luật phòng chống ma túy. Lãnh đạo của Bộ Công an đều muốn tôi có thể hợp tác tuyên truyền điều luật này, có thể viết những tác phẩm sâu sắc hơn. Đồng thời cũng để tiện cho việc điều tra nghiên cứu chuyên sâu của tôi. Cho nên tôi đã được điều đến làm việc tại báo công an. Vậy thì tốt quá rồi, sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Đúng vậy, hoan nghênh chị. Cậu đang xem gì thế? Phim được dịch. Nhà văn à, là như thế này. Chị xem đi, vụ án này cực kỳ kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy bao giờ cả. Là gì thế, cậu nói xem nào. Sáng sớm nay, ở cổng đội phòng chống ma túy, có một con cún lăn qua lăn lại, sủa ong ròng, thấy người là cắn. Chị xem này, cái tay của tôi là bị nó cắn đó. Có khi nào đó là chó dại không? Mau đến bệnh viện khám đi. Lúc đầu, mọi người cũng nghĩ rằng là chó dại. Nhưng pháp y kiểm tra, đó không phải là chó dại. Vậy là cái gì? Đó là một con cún bị nghiện chất cấm. Con chó đó dùng chất cấm, chứ còn gì nữa. Tôi làm công an đã nhiều năm rồi, đã phá rất nhiều vụ án lớn. Chỉ có người dùng chất cấm, chưa bao giờ thấy chó dùng chất cấm còn bị nghiện nữa chứ. Vụ này tôi đang tìm thông tin, xem có tiền lệ này không. Con cún bây giờ ở đâu thế? Ở sân sau. Chúng ta đi xem thế nào đi. Được rồi, đi thôi. Trước giờ chỉ có người dùng chất cấm, chưa bao giờ thấy chó nghiện cả. Đây đúng là chuyện lạ hiếm gặp mà. Đội trưởng Dương, chào đội trưởng. Nhà văn à, chị nhìn này, chính là con chó này. Đây là giống chó sụt dốc kia của anh đó. Thật là dễ thương, ngoan thật đấy. Ngoan sao? Đây là vừa tiêm thuốc an thần cho nó rồi đó. Nếu không thì sao nó ngoan vậy được? Vậy sao? Chị không thấy dáng vẻ của nó sáng nay đâu. Sủa ong ròng, sùi bọt mép, thấy người là cắn. Nhà văn, chị hiểu biết sâu rộng. Chị nói thử xem. Thật ra vụ án động vật dùng chất cấm trước đây cũng đã từng có rồi. Gần đây Tân Hoa xã đã công bố, một số bản làng xa xôi ở biên giới Vân Nam, có một vài gia đình đã dùng chất cấm trong thời gian dài. Những người nghiện chất cấm không chỉ bản thân họ nghiện, ngay cả thú cưng, gia cầm mà họ nuôi cũng có dấu hiệu nghiện chất cấm. Nghiêm trọng vậy sao? Đúng vậy, nghiêm trọng thế à. Thật sao? Đội trưởng Dương, cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ chủ của con cún này, cậu nghĩ anh ta là người như thế nào? Có lẽ anh ta là một tên nghiện. Cậu nghĩ giống y như tôi vậy đó. Chị cũng nghĩ vậy à? Cậu nghĩ tôi ngốc hơn cậu đấy à? Tôi nào dám chứ. Nào, chị ngồi đi. Nhà văn à, chị giỏi thật đấy. Từ ánh mắt của chị đã toát ra vẻ thông minh sắc sảo. Nhưng tên nghiện này tìm ở đâu đây? Trước tiên hãy nghĩ xem, đó là loại chó gì đã chứ. Đây là một giống chó mắc tiền của anh Jockey. Vậy ai có thể nuôi được loại chó này? Đương nhiên là người giàu. Là đàn ông hay phụ nữ? Cái này, chơi loại cúng bỏ túi này, phụ nữ nhiều hơn. Cho nên chủ nhân của con cúng này không phải tiểu thư nhà giàu thì cũng là phu nhân nhà giàu. Dù sao cũng là người giàu. Alo. Ai đó? Xin lỗi,
Anh gọi nhầm rồi. Đây là đội phòng chống ma túy. Cái gì cơ? Ở đâu? Rừng cây ở bờ sông. Có chuyện gì vậy? Một du khách nói, trong rừng ở bờ sông, phát hiện một thi thể của em bé bị sát hại. Thi thể của em bé bị sát hại. Phim được dịch, thuyết minh. Mọi người nhìn này, mau nhặt nó lên đi. Trên xác của đứa bé không tìm thấy dấu vết gì. Trông giống như một đứa bé bị bỏ rơi. Chúng ta đi hỏi khách du lịch đi. Được, đi thôi. Xin hỏi, vừa rồi ai là người báo án vậy? Là tôi báo, cậu ấy là người báo. Cảm ơn anh, đã báo án kịp thời. Anh phát hiện ra thi thể em bé này khi nào vậy? Hơn 10 giờ, tôi với bạn gái tôi đi tới đây. Nhìn thấy một thi thể sơ sinh nằm đó. Sau đó tôi liền báo án. Những gì anh ta nói có đúng không? Những gì bạn trai tôi nói đều là sự thật. Cảm ơn hai người rất nhiều. Nhưng xin mời hai người hợp tác với chúng tôi về đơn vị lấy lời khai, không thành vấn đề. Đây là điều nên làm mà. Cảm ơn cậu, cảm ơn. Không có gì. Đồng chí Lưu, phát hiện ra điều gì không? Kỳ lạ. Lạ lắm. Có gì bất thường sao? Một em bé vừa tròn một tháng, thế mà trong máu lại có thành phần chất cấm. Chất cấm. Alo. Cục trưởng Lý của Cục Công an phải không? Nhà văn Vương đấy à? Có chuyện gì sao? Cục trưởng Lý, là thế này. Gần đây đội phòng chống ma túy phát hiện cúng cưng bị nhiễm chất cấm, còn phát hiện xác trẻ em ở bờ hồ. Tôi nghĩ rằng hai vụ án này có thể có chung một mối liên quan. Tôi muốn yêu cầu tham gia vào cuộc điều tra, mong anh phê duyệt. Được, như vậy cũng tiện cho việc sáng tác của cô. Được, tôi sẽ mau chóng thông báo cho đội phòng chống ma túy. Tốt quá, cảm ơn Cục trưởng Lý. Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây chủ yếu là muốn nghe quan điểm của mọi người về vụ án đứa trẻ bị bỏ. Đây là nhà văn Vương. Mọi người đều biết nhau cả rồi. Bởi vì chị ấy đã tham gia vào vụ án đứa trẻ bị bỏ, cho nên hôm nay chúng ta mời chị ấy đến buổi phân tích của chúng ta. Như vậy đi. Mọi người, xin hãy báo cáo lại tất cả tình hình điều tra mấy ngày nay. Tôi nói trước, tôi nghĩ rằng đây chỉ là một vụ bỏ con bình thường thôi. Những trường hợp như vậy thường xuyên xảy ra, không có giá trị tìm kiếm gì cả. Không có giá trị. Nhưng ở đây có một điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ gì? Thông thường mà nói, trẻ bị bỏ đều là bé nữ. Nhưng đây là một bé trai. Đúng vậy, tôi đồng ý với quan điểm của nhà văn Vương. Có lẽ là con ngoài giá thú. Làm sao có thể khẳng định được chứ? Bây giờ chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Hai người xa lạ, gặp dịp thì chơi, mang thai trước khi kết hôn, lại không dám nuôi, đành phải bỏ. Lời giải thích này cũng có thể đúng. Tôi nghĩ, chỉ dựa vào điểm này thì vẫn không thể giải thích được. Mọi người bỏ qua một điểm đáng ngờ khác. Đó là một em bé mới sinh. Sao có thể dùng chất cấm chứ? Đúng rồi đó. Một đứa bé mới sinh, sao có thể dùng chất cấm được chứ? Có lý. Thế này đi, bắt đầu từ hôm nay, mọi người chia ra hành động, kiểm tra hết một lượt khoa phụ sản của tất cả các bệnh viện trong thành phố. Nhất định phải tìm ra người đã bỏ đứa bé này. Rõ. Công an đội phòng chống ma túy nhanh chóng đi kiểm tra khoa phụ sản của các bệnh viện trên toàn thành phố, nhưng không tìm thấy manh mối nào cả. Vụ án rơi vào bế tắc. Dương Quang và Vương Hồng Mẫn lập tức thay đổi hướng đi, chạy khắp các biệt thự khu ngoại ô. Công sức không phụ lòng người có tâm. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại có một người phụ nữ xuất hiện. Chào cô, xin hỏi cô có biết chủ của con cúng này không? Tôi không biết. Tôi cảm ơn cô nhé. Không có gì. Chị gái, chào chị. Xin hỏi chị có biết chủ của con cúng này không? Đây là cúng của nhà Hồ phu nhân mà. Hồ phu nhân chính là chủ nhân của căn biệt thự này. Chị ơi, tiền chị kể một chút về Hồ phu nhân cho chúng tôi biết được không? Cụ thể thì không tiện nói lắm. Người ở đây đều là những người không được để lộ thông tin ra ngoài. Tôi chỉ biết cô ấy tên là Hồ Thu Linh. Rất giàu. Đặc biệt thích nuôi thú cưng. Con cúng này đi mất,
như mất đi khúc ruột trên người vậy đó. Chị ơi, tôi muốn hỏi chị một chút, Hồ Thu Linh có ở nhà không? Hình như mấy ngày rồi không thấy cô ấy. Có lẽ cô ấy không có ở nhà. Vậy chị có biết khi nào cô ấy về không? Cái này thì khó nói lắm. Cô ấy là người thích đi du lịch. 10 ngày nửa tháng không ở nhà là chuyện bình thường. Cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Không cần phải cảm ơn đâu. Cảm ơn chị. Đi nào, đi thôi. Nhà Văn Vương à, xem ra Hồ Thu Linh thật sự đi du lịch rồi. Hay là chuyện của cô ta tạm gác lại trước, chúng ta điều tra vụ án đứa bé trước đã. Tôi đã nói rồi, vụ án đứa bé có liên quan đến chuyện này. Tôi nghĩ vẫn nên tìm Hồ Thu Linh trước. Được. Tiểu Vương, cậu dẫn theo đội 1 giám sát chặt chẽ 24 giờ biệt thự của Hồ Thu Linh. Được rồi, cứ như vậy đi. Đồng chí công an, cô ấy về rồi kìa. Đội trưởng, đi. Xin hỏi cô có phải là Hồ phu nhân không? Đúng vậy, đây là cúng của cô sao? Hoa Hoa à, nhớ mẹ không cục cưng. Con đi đâu thế? Mẹ tìm con khổ cực lắm đó. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm lại cúng của mình. Hồ phu nhân, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Tôi đâu có phạm tội đâu. Tôi đâu có nói là cô phạm tội đâu chứ. Sao cô lại nhận cô phạm tội vậy? Tôi thật sự không phạm tội. Đi thôi. Hồ Thu Linh, hãy thành thật khai báo quá trình mà cô sử dụng chất cấm. Tôi không dùng chất cấm. Không dùng chất cấm. Ngay cả cúng của cô cũng nghiện. Cô còn nói cô không dùng chất cấm. Anh có bằng chứng gì về việc tôi dùng chất cấm? Hồ Thu Linh, cô lấy chất cấm từ đâu? Còn ai khác dùng chất cấm với cô nữa không? Tôi đã nói với các người rồi, tôi không dùng chất cấm. Được thôi, xem ai chịu được tới cuối. Trong phòng thẩm vấn, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hồ Thu Linh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cơn nghiện phát tác, toàn thân run rẩy. Đồng chí công an, tôi xin hai người, cho tôi một ít đi. Tôi xin hai người đó, cho tôi một chút được không? Thật đó, đồng chí công an, tôi xin hai người. Cầu xin hai người, cho tôi hít một chút thôi. Tôi xin hai người, tôi quỳ lạy hai người đó. Tôi xin hai người đó, tôi sẽ nói hết mọi thứ. Tôi xin hai người đó. Cầu xin hai người. Phim được dịch, thuyết minh. Sao rồi, không chịu nổi nữa à? Tôi sẽ nói hết mà. Tôi xin hai người đó. Cầu xin các người. Sau một cuộc đấu tranh, Hồ Thu Linh cuối cùng cũng chịu thua. Trình bày lại quá trình chơi đồ với Dương Quang và Vương Hồng Mẫn. Mùa xuân năm 2000, Hồ Thu Linh ly hôn được 3 năm, từ nơi khác đến thành phố Tân Giang, làm nhân viên phục vụ trong một phòng nhảy. Trong một buổi khiêu vũ, cô ta quen được một giám đốc của công ty trà, tên là Từ Minh Trí. Cô Hồ nhảy thật sự rất đẹp. Đâu có, cô bắt được nhịp điệu và tiết tấu, tốt thật đấy. Nhảy với cô, quả thực là một loại hưởng thụ. Giám đốc Từ, anh quá khen rồi. Không phải là tôi đi theo chỉ dẫn của anh sao? Anh nhìn khắp phòng nhảy này đi. Không phải tất cả ánh mắt đều đang nhìn về phía anh sao? Tôi biết rất nhiều bạn nhảy. Người thật sự hiểu được ý đồ của tôi thì lại rất ít. Cô Hồ cũng được coi là một người hiểu tôi đó. Có một câu nói là tâm linh gì nhỉ? Tâm linh tương thông. Đúng rồi, chính là câu này. Tâm linh tương thông. Cô Hồ,
Có vẻ như cô tốt nghiệp trường nghệ thuật đúng không? Đâu có. Tôi nằm mơ cũng muốn đến trường nghệ thuật. Nhà chúng tôi nghèo, lại có nhiều anh chị em, cho nên tốt nghiệp cấp 2 tôi đã vào thành phố làm việc rồi. Thật đáng tiếc. Một người xinh đẹp như cô Hồ đây, nếu được đào tạo sâu hơn, e là cũng chẳng thua kém gì Dương Lệ Bình đó. Giám đốc Từ, anh đúng là biết nói chuyện. Đáng tiếc, tôi quen anh muộn quá. Bây giờ quen cũng không muộn đâu. Cô Hồ à, cô có muốn làm bạn với tôi không? Tôi sợ giám đốc Từ không ưng tôi thôi. Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Hai chúng ta là tâm linh tương thông. Đúng vậy, chính là nó. Sau khi Hồ Thu Linh và Từ Minh Trí trở thành bạn nhảy, tình yêu của họ dường như càng phát triển nhanh hơn. Bao nhiêu lần dưới ánh trăng, bao nhiêu lần ở quán bar, cây tình yêu đã tỏa bóng xanh mát. Nào, phục vụ. Hai vị muốn gọi gì ạ? Thu Linh, em gọi đi. Em sao cũng được, anh gọi đi. Cho hai ly cà phê men hê Linh. Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút, được. Thu Linh, không biết có hợp với khẩu vị của em không? Em uống gì cũng được, chỉ cần anh thích, em cũng sẽ thích. Đúng là biết nói chuyện mà. Thu Linh, em có biết tại sao hôm nay anh lại hẹn em ra đây không? Hẹn em đến uống cà phê, mời em ăn món Tây. Mời hai vị dùng. Anh muốn tặng em một món quà. Thật sao? Quà gì vậy? Đoán xem nào. Anh muốn tặng em sổ tiết kiệm, chi phiếu, hay là anh tặng em một căn biệt thự lớn. Quan trọng hơn những thứ này nhiều. Cái gì vậy? Đây, mở ra xem đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng cái này. Phim TV. Thích chứ? Nào, để anh đeo cho. Thu Linh, cưới anh nhé. Một chiếc nhẫn đính hôn. Hồ Thu Linh với Từ Minh Trí đã gắn kết với nhau. Thu Linh à, hai chúng ta từ lúc quen nhau cho đến lúc kết hôn chưa đầy nửa năm nhỉ? Em nói xem, đây có gọi là duyên phận không? Theo em nghĩ, hai chúng ta một nửa là duyên phận, một nửa là gì vậy? Anh thả thính. Thả thính? Ai bảo em đẹp như vậy chứ? Đàn ông mà không thả thính em thì đâu còn là đàn ông nữa. Lẻo mồm lẻo mép. Chê anh lẻo mép đấy à? Được thôi, vậy thì sau này anh sẽ là một ông chồng mặc phép lên giường với em. Anh không thấy phiền à? Đáng ghét. Đôi khi
Em thật sự cảm thấy không thể tin được. Tất cả những chuyện này giống như một giấc mơ vậy. Giấc mơ? Sao vậy? Chỉ là em cảm thấy không có thật. Có phải em cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh phải không? Không chấp nhận được à? Có một chút. Minh Trí, em nói thật với anh, 3 năm trước em ly hôn, đến giờ vẫn sống một mình. Làm phụ nữ thật sự không hề dễ dàng. Đôi khi em nghĩ quen anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em. Bây giờ anh nghĩ về vợ cũ của anh, cô ấy cũng... Thôi không nói về cô ấy nữa. Minh Trí, anh hứa sẽ đối xử tốt với em cả đời chứ? Đồ ngốc, em phải tin chứ. Anh hứa sẽ để em là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, được không? Thật sao? Chồng ơi, ăn sáng thôi. Anh biết rồi. Nhanh lên nào, được rồi. Chồng à, em có chuyện cần bàn với anh. Có chuyện gì thế? Nói đi, em muốn ra ngoài tìm việc làm. Việc làm? Em tìm việc gì? Sao thế? Em sợ anh không nuôi nổi em à? Không phải thế. Cả ngày anh đi làm bận như thế, để em ở nhà một mình, người ta thấy chán lắm. Em nhìn anh mà xem này, cả ngày bận bịu làm ăn mà bỏ bê vợ anh. Hay là như này đi, em tìm mấy phu nhân về nhà chơi mạt chược. Người ta ghét nhất là chơi mạt chược đó, chẳng thú vị gì cả. Em phải ra ngoài đi làm. Phim được dịch anh nhìn gì vậy chứ? Tiếng tại iFilm TV. Có phải em muốn quay lại công việc cũ đúng không? Anh đúng là nhỏ nhen mà, đáng ghét. Em nói muốn tìm công việc chứ đâu nói tới phòng nhảy đâu. Chồng à, ý của em là anh nhờ những người bạn của anh để em tới công ty của họ làm lễ tân, nghe điện thoại hoặc gì đó cũng được. Không được, anh không muốn người khác cười mình, cả vợ mình cũng không nuôi nổi. Đám đàn ông thối các anh đều như vậy. Trước khi kết hôn thì vâng lời răm rắp, vừa kết hôn là thể hiện ngay thái độ gia trưởng. Anh nghĩ phụ nữ bọn em là gì vậy chứ? Bình hoa à, đặt ở trong nhà cả ngày cho anh ngắm à? Em vu oan cho anh đó à? Anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Vậy sao không cho em đi làm? Thu Linh à, nhìn nhà chúng ta xem, độc đinh ba đời. Mẹ anh muốn bế một đứa cháu mập mạp. Mẹ anh muốn lắm rồi đó. Công việc em đừng nghĩ tới nữa. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, chăm sóc cơ thể cho khỏe mạnh. Thời điểm này năm sau nhất định phải sinh cho anh thằng con trai mập mạp, được không? Đồ đáng ghét. Anh coi người ta là cái gì vậy chứ? Máy tạo ra người à? Em nói gì vậy chứ? Cái gì mà máy tạo ra người chứ? Được rồi mà, ăn thêm chút đi. Em ăn thêm chút đi nào, đừng giở trò trẻ con nữa. Anh ăn xong rồi, em ăn từ từ nhé. Anh đi đây. Sao anh đã đi rồi? Vẫn còn chuyện phải làm nữa đó. Thế là xong rồi à? Anh chống chế em đấy à? Phải nói rằng một thời gian sau khi kết hôn, cuộc sống của Hồ Thu Linh với Từ Minh Trí vẫn rất ngọt ngào. Nhưng với dòng chảy của thời gian, Hồ Thu Linh nhận ra người chồng dần trở nên thờ ơ với tình cảm của mình. Thời gian ở nhà với mình ngày càng ít, thường xuyên ra ngoài vào sáng sớm, đêm muộn mới về.
Điều này không thể không khiến Hồ Thu Linh nghi ngờ. Chẳng lẽ chồng mình đã ngoại tình? Ngày nào cũng về muộn thế này. Có tình nhân bên ngoài rồi sao? Đứng lại! Anh vội vàng làm gì thế? Trong nhà có hổ, anh sợ bị ăn thịt à? Thu Linh à, gần đây công ty rất bận, anh không có thời gian bên em, anh xin lỗi nhé. Đứng lại! Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Yifim TV. Có chuyện gì thế? Em hỏi anh, công ty bận hay là bận chuyện tình cảm thế? Em nói vớ vẩn gì thế? Anh đâu có. Anh nói thật với em đi, có phải anh nuôi vợ bé ở ngoài đúng không? Em nói thật với em đi, cô ấy dịu dàng, trẻ trung chứ, đẹp không? Khi nào thì anh đưa cô ấy về thế, để em mở mang tầm mắt? Em nói lung tung cái gì vậy? Em càng nói anh càng không biết em nói gì. Nếu muốn người ta không biết, trừ khi không làm gì cả. Để anh nói cho em biết, từ Minh Trí anh đây, anh không phải loại người đứng núi này, trông núi nọ. Hai ngày nay, anh nửa đêm mới về nhà, vừa về tới nhà thì mệt mỏi cả trời. Có phải anh đã dùng hết sức lực ở ngoài rồi không? Về đến nhà thì cứ như cái xác khô vậy. Thôi được rồi, anh không thể nói rõ với em được. Ai biết được chứ? Dù sao bây giờ, đàn ông thì không nên giữ tiền. Một chút tiền bẩn thì vợ cả ở nhà cũng chẳng là gì. Ra ngoài liền có bao nhiêu em gái khác. Anh đi đây, anh đứng lại. Thôi anh đi đây. Anh đứng lại. Đứng lại. Anh đứng lại cho em. Có nghe không hả? Một khi bóng đen tâm lý được hình thành, sẽ khó có thể xóa đi được. Hồ Thu Linh bắt đầu bí mật theo dõi Từ Minh Trí. Thế nào nữa, cô theo dõi Từ Minh Trí được bao lâu? Có lẽ hơn một tuần. Tôi thật sự hối hận. Lần theo dõi này đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi cô theo dõi Từ Minh Trí, đã phát hiện ra điều gì? Tôi phát hiện anh ta dùng chất cấm. Dùng chất cấm. Tôi nhớ đó là một tối chủ nhật. Không ăn nổi nữa à? Ăn no rồi.
Anh ra ngoài một lát. Muộn như vậy còn ra ngoài sao? Có một người bạn tìm anh có chút việc. Người anh em, lão Sa, sao bây giờ mới đến thế? Lại đây, ngồi đi. Vợ quản lý nghiêm ngặt quá nên không thoát thân được. Anh Từ, anh mang một ít về nhà đi. Nếu lỡ lên cơn thèm thuốc thì lấy cái gì mà dùng đây? Như vậy không được đâu, nếu vợ tôi mà biết được là không yên với cô ấy đâu. Minh Trí nói đúng đấy, càng ít người biết chuyện này càng tốt. Từ Minh Trí, sao em lại ở đây? Anh đi. Anh đi theo em. Từ từ thôi. Em từ từ thôi. Anh được lắm. Từ Minh Trí, anh còn sử dụng chất cấm nữa chứ? Bà cô của anh ơi, em nhỏ tiếng một chút đi, sợ người khác nghe thấy. Mà anh vẫn dùng chất cấm à? Em hét lên đấy cho tất cả mọi người đều biết. Thu Linh à, anh cũng là lầm đường lạc lối thôi. Em ngồi xuống đi. Con người anh sao lại thế hả? Tôi đã làm gì sai chứ? Người đàn ông thứ nhất, vừa gái cú vừa cờ bạc, gặp được anh thì anh lại nghiện chất cấm. Sao số tôi lại khổ như vậy chứ? Thu Linh, anh cũng không muốn như vậy đâu. Em có biết không, từ đầu xuân đến nay, việc kinh doanh trà cũng trở nên khó khăn hơn. Mỗi tháng đều lỗ vốn. Trong lòng anh vô cùng áp lực. Chúng bạn thấy anh tâm trạng không được vui nên đã kéo anh đến hộp đêm giải khuây. Người anh em, đời người ngắn ngủi, tại sao phải làm khó bản thân chứ? Vui được lúc nào hay lúc đó. Nào, làm một điếu đi, xóa tan mọi ưu phiền. Chậm thôi, từ từ thôi. Đây là thuốc gì thế? Loại mới đấy, mau thử đi. Thử loại mới xem thế nào. Thế nào? Cảm thấy không tệ chứ? Thấy thế nào? Cảm giác lâng lâng đúng không? Vậy kéo anh đi thì anh đi sao? Anh không dùng não suy nghĩ à? Anh, hơn nữa, đám bạn của anh là loại người gì thế? Một đám xấu xa. Em sẽ đến đồn công an tố cáo hắn. Em tuyệt đối không thể đi. Muốn làm gì đây? Anh còn muốn bảo vệ bọn họ à? Không có, anh không có bảo vệ bọn họ. Anh, em nghĩ thử xem, lỡ bọn họ xảy ra chuyện gì, không còn ai cung cấp hàng cho anh nữa. Anh không biết cay à? Nói thì dễ, làm thì khó. Anh cũng từng thử qua, cai được 2 lần, nhưng cũng không thể cai được. May là anh vẫn có cố gắng đi cai. Anh có còn là đàn ông không? Chẳng có một chút kiên trì nào cả. Một lần dùng thuốc là cai cả đời. Cái khó nhất là nghiện chất cấm thì dễ cai, nghiện tâm lý thì khó cai. Tôi không quan tâm. Từ Minh Trí, tôi nói cho anh biết, nếu như anh không cai nghiện, tôi nhất định sẽ đến đồn công an tố cáo đám bạn đó của anh, tố cáo luôn cả anh nữa. Lời cảnh cáo của cô có tác dụng không? Không có. Anh ta không nghe. Lời cảnh cáo của tôi không những không có tác dụng, mà ngược lại, bản thân tôi cũng bị kéo theo. Chuyện xảy ra thế nào? Đêm hôm đó,
Em cầu xin anh đấy, anh đừng dùng chất cấm nữa, có được không? Không phải anh nói là từ xưa đến nay những người nghiện chất cấm đều lâm vào cảnh tán gia bại sản sao? Đừng nói là hiện giờ công ty chúng ta đang khó khăn, cho dù mình có một gia sản khổng lồ thì cũng sẽ bị anh dùng hết thôi. Cả ngày lải nhải không ngừng, em có thấy phiền không? Anh còn nói làm cho em hạnh phúc. Anh nhìn bộ dạng của anh đi, làm sao em có thể hạnh phúc được chứ? Em có thôi đi không? Đi ngủ đi, mau đi ngủ đi, nhanh lên. Dù anh không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho sức khỏe của mình chứ. Em nghe nói người nghiện chất cấm, được rồi, thôi đi. Cuộc đời của anh quá là bình thường rồi, không cần em phải lo, không cần em quan tâm. Lỡ anh đi đời thì sao hả? Anh không nghĩ cho mẹ anh sao? Một mình bà ấy sống ở nông thôn, chỉ mong có cháu để ẵm bồng. Anh không nghĩ cho bà ấy một chút nào sao? Thu Linh à, anh biết em muốn tốt cho anh, muốn tốt cho gia đình mình. Nhưng mà anh Minh Trí, Chỉ cần anh không dùng nó nữa, thì năm nay em hứa với anh, nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con trai bụ bẩm, có được không? Hai chúng ta sẽ sinh một đứa con trai bụ bẩm, được không? Một khi dính vào nó rồi, nó sẽ... Đừng nói là con trai, ngay cả cái mạng nhỏ này của anh cũng không còn quan trọng nữa. Anh không thể cai sao? Cai ư? Nói thì đơn giản lắm, em chưa từng thử cảm giác đó. Nếu như em thử dùng rồi, nói không chừng em còn nghiện hơn anh nữa đó. Em không tin. Chỉ có mỗi thứ này thôi mà khó cai đến như vậy. Em nói vậy không sợ bị bẻ mặt sao? Không tin thì em cứ thử đi. Thử thì thử. Em, nếu như em có thể cai, anh có cai không? Em có thể cai thì anh cũng có thể. Anh nói lời giữ lời đấy. Tất nhiên rồi. Em thử đi, cứ thử đi. Vậy em sẽ thử. Anh nghĩ em không dám sao? Thu Linh à, em, sao lại? Lẽ nào mình cũng bị nghiện rồi sao? Không đâu, mình chỉ dùng một lần thôi, sao có thể nghiện được chứ? Không đâu, không thể nào. Hồ Thu Linh, đã lâu không gặp. Cô là ai? Tôi là ai? Chúng ta là bạn cũ của nhau. Ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra sao? Tôi không quen biết cô. Cô tên gì? Lúc trước tôi tên là Nha Phiến, bây giờ thì gọi là Heroin. Nhưng tôi không thích hai cái tên này. Tôi còn có một cái tên thơ mộng hơn, gọi là Ả Phù Dung. Sự thơ mộng cái quái gì chứ? Tôi không tin cô đâu. Cô biến đi. Tại sao cô lại từ chối tôi chứ? Tôi có thể mang đến cho cô sự khoái cảm, mang lại hạnh phúc cho cô, giúp cô quên đi tất cả phiền muộn. Cô muốn có thứ gì thì sẽ có được thứ đó. Hãy tin tôi. Cô nhắm mắt lại rồi thử xem. Cô đừng lại đây, cô sẽ không từ chối tôi đâu. Cô sẽ yêu lấy tôi ngay thôi, thậm chí còn yêu hơn cả chồng, hơn cả ba mẹ cô, con của cô và cả sinh mạng của cô nữa. Tôi sẽ không bị cô cám dỗ đâu. Cô cút đi khỏi người bạn của tôi. Đến đây nào. Ông xã à, anh về rồi à? Tốt quá rồi. Thu Linh, tốt quá. Em làm gì đấy? Phim được dịch, thuyết minh. Mau đưa thuốc cho em. Em bị nghiện rồi sao? Ông xã à, mau đưa thuốc cho em. Thật đấy, em cầu xin anh. Không được. Ông xã à, em,
anh cho em một điếu có được không? Chỉ một điếu thôi, có được không? Không có, không có điếu nào cả. Anh có mà, em biết là anh có mà. Ông xã à, em biết là anh có, thật sự không có. Em biết là anh có thuốc. Thu Linh à, ngồi yên nào, anh có cũng không thể đưa cho em. Đưa cho em tức là hại em đấy. Thu Linh, em đừng nghĩ tới nó nữa, có được không? Ông xã, anh nể tình chúng ta là vợ chồng, anh đưa cho em đi. Thật sự không có. Thu Linh à, anh đưa cho em đi, cho em một điếu thôi. Thu Linh à, em quỳ xuống cầu xin anh đấy chồng à. Thu Linh à, em xin anh đấy, chỉ một điếu thôi, có được không? Thu Linh à, em nghe anh nói, nhưng lúc em còn chưa bị nghiện nặng, chịu đựng một chút, ráng nhịn là sẽ qua cơn nghiện thôi, nhưng em chịu không nổi. Ông xã à, em khó chịu quá. Ông xã, ông xã à, chỉ một lần thôi, thật sự chỉ một lần này thôi, một lần cuối cùng, có được không? Em thật sự chỉ dùng lần này thôi, xin anh đấy, thật đấy, hứa với anh, em hứa với anh, chỉ một lần này thôi, được không? Phải cai, không được dùng nữa. Dạ được. Chỉ một điếu thôi. Sau này nhất định không được dùng nữa. Chúng ta cùng nhau cai. Anh nói đi, nếu như em còn tiếp tục như vậy, sau này phải làm sao đây? Đều tại anh. Anh là đồ tồi. Nếu như lúc đầu anh không dùng thì cũng không hại em thành ra thế này. Cứ như vậy, vợ chồng hai người cùng nhau sử dụng chất cấm. Ngoại trừ dùng chất cấm ra, đối với chúng tôi mà nói, cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa. Cô không nghĩ đến việc cai nghiện sao? Đã từng cai. Tôi đã đến trại cai nghiện tư nhân hai lần, nhưng cũng vô ích. Nghiện tâm lý rất khó cai. Sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó thì tôi có thai. Có thai sao?